Xin chào các quý vị khán giả của Nextport. Vậy là vòng 1/8 của World Cup 2022 năm nay đã khép lại với rất nhiều kết quả bất ngờ. Hôm nay, hãy cùng với Nextport điểm lại những diễn biến trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 16 đội World Cup năm nay. Trong trận đấu cuối cùng vòng 1/8 World Cup năm 2022, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng hủy diệt với tỷ số 6-1 trước đội tuyển Thụy Sĩ. Trong trận đấu này, huấn luyện viên Ferro Santos đã cất Ronaldo trên băng ghế dự bị, thay vào đó là sử dụng tiền đạo 21 tuổi đang chơi cho câu lạc bộ Benfica, Gonçalo Ramos. Và chính cầu thủ này đã lập một cú hat-trick vào lưới thủ thành Jan Sommer. Đây là cú hat-trick đầu tiên tại kỳ World Cup năm nay. Trước Gonçalo Ramos đã có 7 cầu thủ lập được cú đúp, đó chính là Richard Nixon của Brazil, Ener Valencia của Ecuador, Bukayo Saka của đội tuyển Anh, Mendy Taremi của đội tuyển Iran, Ferran Torres của đội tuyển Tây Ban Nha và cặp đôi Giroud Mbappe của đội tuyển Pháp. Cú hat-trick của Ramos cũng là lần đầu tiên một cầu thủ lập được hat-trick tại vòng chung kết World Cup sau Miroslav Klose tại World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc. Ở một diễn biến khác, Pepe đã thiết lập cho mình một cột mốc đáng tự hào khi anh đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại vòng knock-out World Cup. Sau bàn thắng ở phút thứ 33 của trận đấu, anh đã 39 tuổi và 283 ngày. Đội tuyển Maroc đã giành chiến thắng đầy cảm xúc, chơi sấm luân lưu trước đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 3-0 sau khi kết thúc 120 phút thi đấu mà không có bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng này cũng đã đánh dấu cột mốc lịch sử của đội bóng tới từ Bắc Phi. Đây là lần đầu tiên Maroc đặt chân vào vòng tứ kết của một kỳ World Cup. Đồng thời, thành tích này của đội tuyển Maroc cũng giúp cho huấn luyện viên Walid Regragui trở thành huấn luyện viên châu Phi đầu tiên vào tứ kết World Cup. Đáng chú ý, ông mới chỉ nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển nước này vào tháng 8, tức là hơn 3 tháng trước khi World Cup khởi tranh. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã thiết lập một kỷ lục tệ hại sau trận thua trắng trên chấm luân lưu trước Maroc. Theo đó, họ đã thất bại 4/5 lần phải thực hiện trên chấm luân lưu tại các vòng knock-out World Cup. Trong các trận đấu với đội tuyển Bỉ tại World Cup 1986, Hàn Quốc tại World Cup 2002 và Nga tại World Cup 2018 và mới đây nhất là Maroc tại World Cup 2022. Chỉ duy nhất trận đấu với đội tuyển Ireland ở vòng 1/8 World Cup 2002 là họ được ca khúc khải hoàn sau chiến thắng sát nút 3-2 trên chấm penalty. Trong ngày mà đội tuyển Tây Ban Nha nhận kết cục buồn, có lẽ tiền vệ Gavi có một chút an ủi nho nhỏ. Với việc ra sân thi đấu chính thức trong trận đấu với Maroc, tiền vệ đang chơi cho Barcelona đã là cầu thủ trẻ thứ nhì trong lịch sử World Cup ra sân đá chính tại vòng knock-out khi anh mới 18 tuổi và 123 ngày. Kỷ lục trước đó thuộc về vua bóng đá Pele khi ông đã đá chính tại vòng knock-out World Cup 1958 khi mới 17 tuổi và 249 ngày. Mặc dù không được huấn luyện viên Ferro Santos tung ra sân ngay từ đầu, tuy nhiên chiêu trò Cristiano Ronaldo vẫn thiết lập cho mình cột mốc, nhưng lại là một cột mốc buồn. Đó là lần đầu tiên sau 13 năm chủ nhân của 5 quả bóng vàng mới không ra sân đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mặc dù được tung vào sân phút thứ 74, nhưng những dấu ấn mà Ronaldo để lại là không có, ngoại trừ bàn thắng bị từ chối ở phút thứ 83 do lỗi biệt vị. Cơ hội ra sân của CR7 lại càng mong manh hơn khi người thay thế của anh là Ramos đã chơi cực kỳ xuất sắc trong trận đấu với Thụy Sĩ và rất có thể anh sẽ tiếp tục phải ngồi dự bị ở trận đấu gặp Maroc. Cuối cùng, Nextport xin gửi tới các bạn lịch thi đấu ở vòng tứ kết World Cup năm nay. Giải đấu sẽ tạm thời nghỉ trong 2 ngày trước khi đến với những cuộc đọ sức căng thẳng và quyết định tấm vé tới vòng bán kết. Những thông tin mới nhất và chính xác nhất của World Cup 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên channel World Cup 2022 từ A tới Z vào 6 giờ sáng hàng ngày trên YouTube và fanpage của Nextport. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.